Sáng nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Chinh, trưởng ban chỉ đạo thực hiện các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thành phố Đà Nẵng, chủ trì hội nghị đánh giá kết quả hoạt động của ban chỉ đạo 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Trong 9 tháng đầu năm, ban chỉ đạo thực hiện các chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo các đơn vị thành viên thực hiện có hiệu quả các chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế. Tính đến cuối tháng 9 tại Đà Nẵng có gần 244.000 người tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bắt buộc, gần 237.000 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 95% kế hoạch năm, gần 22.400 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt khoảng 90% kế hoạch. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt tỷ lệ trên 98%. Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm, thành phố phải phát triển hơn 13.000 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, gần 2.400 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và 20.000 người tham gia bảo hiểm y tế. Để đạt được mục tiêu này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Chinh yêu cầu Ủy ban nhân dân xã phường tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền về lợi ích khi tham gia các chính sách bảo hiểm trong điều kiện nguồn thu ngân sách địa phương gặp rất nhiều khó khăn có thể không hoàn thành dự toán năm nay nhưng quan điểm của thành phố là vẫn ưu tiên tập trung nguồn lực để thực hiện các chính sách an sinh xã hội nhất là hỗ trợ đối tượng yêu thế duy trì tham gia vào mạng lưới an sinh